trở lại với kênh Lê Linh miền Tây. Hôm nay Linh sẽ thử thách ăn ba gói mì, ba tô mì nha cả nhà. Ba tô mì với một dĩa rau giá cả nhà ơi. Mỗi tô Linh nấu một gói mì Hảo Hảo. Mì này Linh nấu mì Hảo Hảo cả nhà. Linh có bỏ một ít hành lên nè, hành lá cho nó thơm cả nhà. Hôm nay Linh sẽ thử thách ăn hết ba cái tô mì này không nha cả nhà ơi. Cả nhà vào xem ủng hộ Linh nha cả nhà, xem thử Linh có ăn hết ba cái tô mì này không nha cả nhà. Linh sẽ bỏ giá vô. Linh sẽ bỏ giá vô mỗi tô mì trước cho nó nóng, cho nó xèo lại cả nhà. Làm cái thử thách nho nhỏ trước cả nhà, xem thử có ăn hết ba cái gói mì này không nha cả nhà. Linh mời cả nhà ăn mì cùng với Linh nha. Không giờ cũng hơi lâu lâu không có ăn mì cả nhà nên thèm. Bữa nay làm thử thách ăn ba tô mì luôn. Mì Linh nấu mì Hảo Hảo chua cay á, nó chua chua ăn nó là ngon. Thường ăn có một gói mì, bữa nay ăn ba gói luôn. Thử thử Linh ăn hết ba gói này không. Gần hết một tô rồi cả nhà. Ăn nhanh nhanh để mì nở nó ăn không ngon. Bỏ hành lá ăn vô cho nó thơm thơm. Linh hấp một ít nước à, còn lại một ít. Linh sẽ ăn cái tô thứ hai. Bỏ giá đi, bỏ nhiều nhiều giá ăn cho nó mát. Chọc
chọn lên sẽ ăn cái tô thứ hai. Tô này nó nở ra cả nhà, nở ra không đầy cái tô. Nhà Linh ngày thường ưa chuộng mì hảo hảo, mì hảo hảo ăn nó ngon. Linh quên nặng tắt vô giờ nặng. Nặng thêm miếng cắt vô. Linh xong cái tô thứ hai đó cả nhà, Linh sẽ chiến cái tô thứ ba. Linh xin phép Linh chùi mũi một cái. Bây giờ Linh sẽ ăn tô thứ ba nha cả nhà. Mới có ăn hai tô mà no quá rồi đó. Tô thứ ba này nó nở ra dữ rồi, biết ăn hết, biết ăn hết cái tô thứ ba này không? Linh sẽ nặng thêm một miếng tắc vô cho nó chua chua. Tô này cái mì nó nở ra, ăn nó không ngon bằng cái lúc mà mới hơi nở mình ăn ngon hơn.
gắn cho hết cái tô này luôn cái nè. Thường Linh ăn nhanh á, nó hơi mất nghiện á cả nhà. Linh ăn cơm mà nhanh hay ăn gì nhanh là nó mất kẹo. Cùng mà Linh cũng chiến hết ba cái tô mì cả nhà ơi. Đổ mồ hôi. Linh sẽ uống miếng nước tráng miệng. Video của Linh chia sẻ đến đây xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà vào xem video của Linh thấy thích ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.